Hà Giang kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Việt Nam vừa ký thỏa thuận nhận hai chiếc tàu tuần cỡ nhỏ có tên là Vetlayak do công ty Nga Alma Shipping Building sản xuất tại thành phố Saint Petersburg. Hiện tại không biết bao giờ hai tàu tuần này được đưa về tới Việt Nam. Đây là những chiếc tàu được phía Việt Nam đặt từ năm 2009 và giá cả phỏng định khoảng 60 triệu đô la. Việt Nam đã có hai chiếc tàu cùng loại mua của Nga từ năm 2002. Hai chiếc nữa cũng đang được đóng và dự trù sẽ chuyển giao vào năm 2012. Tàu tuần Vetlayak trọng tải 275 tấn, tốc độ 30 hải lý một giờ, có tầm hoạt động 2.000 hải lý và tối đa là 10 ngày. Tàu Vetlayak được trang bị một đại bác, một hệ thống đại liên bắn nhanh và 16 ống phóng hỏa tiễn phòng không tầm thấp cùng hai đại liên nhỏ. Theo hồ sơ thiết kế của nước ngoài, vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, báo chí trong nước loan tin xưởng đóng tàu hải quân ở Hải Phòng đã đóng xong một tàu tuần trọng tải 500 tấn trang bị đại bác. Trong năm nay, Việt Nam đã tiếp nhận hai hộ tống hạm lớp Gepard trang bị hỏa tiễn trọng tải 2.100 tấn dài 102 mét. Hai chiến hạm này tuy thuộc loại tàu nhỏ nhưng lại là tàu lớn nhất và tối tân nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. Theo phúc trình của Ban Cục Phát triển Đô thị Việt Nam, các công viên được coi là lá phổi của thành phố ở Hà Nội hiện đang bị teo tóp đến thảm thương. Không chỉ bị mất nơi sản sinh oxy để thở, người dân Hà Nội không còn cả lối đi dành cho người đi bộ. Phúc trình của Ban Tổ chức Hội thảo Quản lý và Phát triển Không gian Công cộng do Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức vào hôm 26 tháng 10 cho biết không gian đô thị ở Việt Nam hiện không còn nhiều. Phúc trình này còn xác nhận rằng công viên hiện chỉ còn 0.3% tổng số diện tích đất ở Hà Nội, tức chưa đầy 1 cây số vuông cho mỗi đầu người. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn quốc tế, thì tiêu chuẩn đòi hỏi các nước trên thế giới là 40 cây số vuông cho mỗi đầu người, tức phải nhiều hơn gấp 40 lần. Nhiều chuyên gia quốc tế nói rằng cuộc sống thiếu không khí hiện tại ở Hà Nội khiến người dân dễ bị mệt mỏi và bất an. Hà Nội hiện có quá nhiều loại xe cộ đông đúc, chật chội, trong khi diện tích công viên, nơi giúp cho con người có được một chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi thì lại quá ít. Các chuyên viên tâm lý cũng cho rằng cuộc sống chật hẹp khiến cho người Hà Nội dễ cáu giận bất thường và đây có thể là nguyên nhân khiến cho số vụ án tăng vọt trong thời gian qua, kể cả việc con người cư xử với nhau có thể không còn ra con người. Hàng chục ngàn người dân Thái Lan chen chúc nhau tại các bến xe buýt và trên xa lộ để chạy khỏi thủ đô Bangkok trước bối cảnh các tiên đoán về tình hình lụt lội ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và lệnh di tản đầu tiên được ban hành. Nước lụt hiện đang tiếp tục đổ về thành phố Bangkok với 9 triệu dân, làm thiệt mạng 370 người trên toàn quốc, gây thiệt hại hàng tỷ đô la và buộc phi trường lớn thứ nhì ở Bangkok phải đóng cửa. Thủ đô Thái Lan cho đến nay phần lớn chưa bị thiệt hại gì, nhưng dân chúng đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với lụt lội, vì coi đây là điều không tránh khỏi. Hàng ngàn người dân đứng chật trạm xe buýt mua chip ở Bangkok để tìm cách ra khỏi thành phố. Một số người khác phải đợi hàng giờ ở hè phố bên ngoài vì không còn chỗ đứng ở bên trong. Người dân Bangkok dùng đủ mọi loại phương tiện để đến nơi an toàn, kể cả các xuồng chèo, thúng mùng, thùng nhựa và ngay cả làm các bè bằng thùng phi rỗng. Một số người khác có quyết định ở lại bảo vệ nhà cửa và hàng hóa của mình bằng cách dựng lên các bức tường làm bằng bao cát, tường xi măng và đủ loại vật liệu khác. Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy thành phố Bangkok nay coi như hoàn toàn bị nước bao vây. Phần lớn số lượng nước khổng lồ từng làm chìm ngập 1/3 quốc gia này đang đổ hướng về Bangkok trên đường ra vịnh Thái Lan. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang dự trù đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn các chương trình truyền hình chiếu cho dân chúng. Theo đó, nhà cầm quyền sẽ giới hạn những gì bị coi là giải trí thô thiển trong một nỗ lực tiếp tục kiểm soát kỹ nghệ giải trí Trung Quốc vốn đang đưa ra những cái nhìn độc lập hơn.
Chỉ thị từ cơ quan điều hành ngành truyền thanh, truyền hình và điện ảnh, đặc biệt nhắm tới các chương trình về tình trạng lục đục trong gia đình, chọn lựa bạn đời hay các chương trình tuyển lựa tài năng, trò chơi, hội thoại và đời sống thường nhật. Tất cả 34 đài truyền hình vệ tinh của Trung Quốc phải từ từ chấm dứt các chương trình này từ nay đến năm tới để thay thế bằng các chương trình tin tức và văn hóa. Chỉ thị nói trên cũng cấm các cuộc thăm dò ý kiến người xem và dùng sự đánh giá này là dữ kiện duy nhất để quyết định có chiếu một chương trình nào đó hay không. Chỉ thị được đưa ra tiếp theo cuộc họp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần qua, theo đó xác định nhu cầu phải cải thiện đạo đức, xã hội và gia tăng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài. Lĩnh vực thông tin xã hội, đặc biệt là các trang blog, theo đó khuyến khích các cá nhân có phát biểu của riêng mình cũng đang bị giới kiểm duyệt nhà nước để ý tới. Một tòa án ở Argentina hôm thứ Tư đưa ra bản án tù chung thân cho 12 cựu giới chức an ninh quân đội và cảnh sát về tội chống lại con người đã phạm trong thời gian chế độ quân sự độc tài cai trị đất nước này từ năm 1976 đến năm 1983. Trong số những người lãnh bản án tù chung thân có Alfredo Artis, một cựu sĩ quan an ninh hải quân 59 tuổi có biệt danh Tử Thần. Artis bị cáo buộc là có liên hệ với việc thủ tiêu, tra tấn và hạ sát hai nữ tu người Pháp, một nhà báo và ba người sáng lập một tổ chức nhân quyền. Các tội ác này gồm cả 86 trường hợp bắt cóc, tra tấn và hạ sát thành phần đối lập khuynh tả xảy ra bên trong nơi gọi là trường cơ khí hải quân, một trong những trung tâm giam giữ và tra tấn chính của chế độ được dùng để đàn áp cuộc nổi dậy võ trang. Có khoảng 5.000 người từng bị giam giữ nơi đây và chỉ khoảng một nửa sống sót. Bốn bị cáo khác lãnh án tù từ 18 đến 25 năm và hai người khác được coi là vô tội. Các bản án này được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giới tranh đấu cho nhân quyền và gia đình của các nạn nhân đứng ngoài xem tuyên án qua màn ảnh truyền hình. Các nhà nghiên cứu lịch sử vừa đem từ đáy biển lên được một khẩu súng nặng thần công, nặng 2.000 pounds trên chiếc tàu Queen Anne's Revenge của hải tặc Edward Teach, biệt danh là tướng cướp biển dâu đen, bị chìm ngoài khơi North Carolina gần 300 năm trước. Khẩu thần công được đưa vào bờ hôm thứ Tư và đặt trước Bảo tàng Viện Hải dương ở Beaufort cho công chúng xem trước khi đem tới một phòng thí nghiệm để nghiên cứu thêm. Dự án tìm kiếm vớt những vật bị chìm theo chiếc tàu hải tặc khởi đầu từ năm 1997. Khẩu thần công dài 8 feet đã bị bao một lớp vỏ dày tựa như xi măng do cát, muối và hào tạo thành. Người ta ước tính sẽ còn phải mất nhiều năm để các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ được lớp vỏ chứa những gì ngoài khẩu súng. Bản tin hàng ngày đến đây là hết. Hà Giang chào tạm biệt quý khán giả và mong gặp lại trong chương trình kỳ tới. Em vô cái trang mbepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mbepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa, cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mbepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.